Người miền Nam người ta kiếm tiền tốt hơn, nhưng mà cái khả năng giữ tiền của họ lại không tốt. Đầu vào tốt, nhưng mà cái khả năng giữ lại cái gì mình kiếm được thì thường nó sẽ không tốt, được cái đầu vào. Còn người miền Bắc thường ngược lại các bạn, thì chúng ta kết hợp cái môi trường Nam Bắc như vậy vào trong căn nhà của mình, thì chúng ta sẽ có được cái môi trường mà hài hòa được âm dương, hài hòa được thủy hỏa, và kiếm tiền được tốt, giữ tiền được tốt. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Tùng Lâm Hải, phong thủy tướng số dưới góc nhìn khoa học và logic. Hôm nay Hải sẽ chia sẻ các bạn về cái cách mà phong thủy ảnh hưởng đến người miền Bắc và người miền Nam. Trong video này chúng ta sẽ bàn về vấn đề là tại sao cái người miền Bắc người ta sẽ có những cái tâm tính như thế này, có những cách kiếm tiền và giữ tiền như thế này, và tại sao ở những người miền Nam người ta lại có cái tính cách như vậy và có những cách kiếm tiền và giữ tiền như vậy. Và trong video này các bạn sẽ biết được là tại sao người miền Bắc người ta lại giữ tiền tốt hơn người miền Nam, và tại sao người miền Nam người ta lại có doanh thu kiếm tiền cái đầu vào nó lại tốt hơn người miền Bắc. Ở đây chúng ta nói về một cái bài toán chung các bạn ha, chúng ta sẽ không nói những trường hợp nhỏ, tại vì chúng ta sẽ nhìn một bức tranh chung các bạn. Đương nhiên sẽ có những người miền Bắc kiếm tiền rất là giỏi về doanh thu đầu vào, và đương nhiên sẽ có những người miền Nam giữ tiền rất là tốt, gọi là tích lũy rất là tốt các bạn ha. Thì có những câu chuyện riêng đó là chuyện bình thường, tại vì là chúng ta sẽ có bị ảnh hưởng bởi tính cách nhiều nơi khác nhau. Nhưng mà trong video này chúng ta sẽ nói về một góc nhìn chung về phong thủy vùng miền, nó sẽ tác động tới con người vùng miền đó như thế nào về tâm tính, cũng như là cái cách lập nghiệp kiếm tiền của người đó ha. Thì đầu tiên chúng ta sẽ nói được là ở miền Bắc ha. Miền Bắc thì trong phong thủy nó thuộc về ngũ hành thủy các bạn. Miền Bắc thuộc về thủy ha, ngũ hành thủy. Ngũ hành thủy về mặt khí hậu là nó mát lạnh, mát lạnh ha các bạn ha. Còn miền Nam là nó thuộc về ngũ hành hỏa. Ngũ hành hỏa thì nó ấm nóng nhiệt huyết ha. Thì hãy nói sơ như vậy để các bạn biết được là cái ngũ hành của miền Bắc nó tượng trưng cho cái khía cạnh về trí tuệ, về khả năng tư duy các bạn, tư duy và sự khôn ngoan, tính toán, kỹ lưỡng, đó là cái ngũ hành về thủy các bạn ha, về chữ trí các bạn. Còn về miền Nam các bạn, ngũ hành hỏa thì nó tượng trưng cho cái sự gọi là cảm xúc, phô bày, chia sẻ, kết nối, đó là cái khía cạnh về ngũ hành hỏa. Và các bạn sẽ thấy được là thông thường như người miền Nam người ta sẽ sống tương đối cảm xúc các bạn, trong đời sống cũng thoải mái hơn, và trong vấn đề người ta kiếm tiền người ta cũng sẽ là kết nối mọi người và san sẻ cơ hội mọi thứ ha. Đồng thời là khi người miền Nam người ta kiếm tiền các bạn, thì người ta cũng sẽ là cái đầu vào người ta rất là tốt các bạn ha. Các bạn sẽ thấy là những cái tỉnh thành mà có cái doanh thu đầu vào, có cái GDP đầu người các bạn, thì phần lớn những cái tỉnh thành mà có cái chỉ số cao như vậy phần lớn là sẽ nằm trong ở khu vực miền Nam, các bạn để ý ha. Và vì người ta rất dễ kiếm tiền như vậy, đồng thời cái môi trường miền Nam là môi trường là hỏa khí, có nghĩa là cái năng lượng nó phát tán ra các bạn, nó tán chứ nó không có tụ. Miền Bắc thì ngũ hành thủy nó tụ bạn, khí hậu nó lạnh thì nó tụ, cho nên là người miền Nam người ta kiếm tiền tốt hơn, nhưng mà cái khả năng giữ tiền của họ lại không tốt. Đầu vào tốt, nhưng mà cái khả năng tích lũy giữ lại cái gì mình kiếm được thì thường nó sẽ không tốt, được cái đầu vào đó ha. Còn người miền Bắc thường ngược lại các bạn, thông thường các bạn sẽ thấy là những cái tỉnh thành mà cái GDP đầu người thu nhập thì nó lại không phải là những cái tỉnh thành mà đứng đầu cả nước, thường là sẽ thấp. Nhưng mà người miền Bắc cái đặc trưng nổi tiếng là nghĩa là tiết kiệm tốt, tích lũy tốt. Hãy có nghe một những cái câu mà nhiều vị chia sẻ là người miền Nam kiếm được 10 đồng thì tiêu hết 11 đồng, nhưng người miền Bắc là kiếm được 10 đồng thì dành 5 đồng để là mua vàng tích lũy rồi, kiểu như vậy ha. Thì cái điều đó nó thể hiện là cái khí hậu các bạn, cái năng lượng của cái môi trường vùng miền mình sống nó ảnh hưởng tới tâm tính của cái vùng miền đó ha. Thì những cái vùng mà trong một đất nước các bạn ha, trong một đất nước ha, các bạn chúng ta chia thành vùng Nam, vùng miền Nam, miền Bắc ha. Đặc biệt Việt Nam mình thì cái hình chữ S nó rất là hẹp ha, thì vùng miền Nam Bắc nó sẽ rất là rõ. Còn những đất nước mà nó rộng, nó tròn hoặc là nó vuông, nó đó, thì nó sẽ có nhiều cái vùng miền khác nhau, Nam Bắc, Đông Tây, Đông Bắc Tây Nam, mọi thứ có 8 vùng miền ha. Còn Việt Nam mình rất là rõ, chia thành 2 vùng miền Bắc Nam rất là rõ ràng ha. Thì cái vùng miền Bắc lúc nào các bạn để ý là tâm tính mọi người ở miền Bắc sẽ có cái tư duy về làm chính trị rất là tốt. Tại vì Bắc nó thuộc về trí, thuộc về những cái tư duy mà chiều sâu, ẩn tàng. Cái môi trường như vậy nó phù hợp cho những người làm những công việc mà kín đáo, tư duy sâu, thì chính trị là một cái dạng như vậy các bạn. Còn miền Nam thì thuộc về cái tư duy mở, tư duy tiếp nhận những cái mới, cho nên là dễ kết nối về mặt kinh tế. Tại sao cái vùng miền Nam thì kinh tế thường là
đầu tàu của cả nước ha. Nhưng mà vùng miền Bắc là thủ phủ, rồi những nơi mà những vị gọi là làm lãnh đạo đất nước ha, thì lại nằm ở vùng miền Bắc rất là nhiều. Tiếp theo chúng ta sẽ thấy được là ở vùng miền Nam á, thì đồng bằng ha, đồng bằng rất là rộng. Còn vùng miền Bắc thì đồi núi rất là nhiều các bạn ha, đồi núi rất là nhiều. Thì bạn lưu ý là cái vùng mà đồng bằng á, thì khí lực nó sẽ di chuyển rất là nhanh, rất là dễ dàng. Và vùng có nhiều đồi núi thì khí lực nó sẽ dễ tụ, nó sẽ di chuyển chậm hơn nhưng mà nó rất là dễ tụ ha. Thì vùng mà khí lực nó càng di chuyển dễ dàng và càng nhanh bao nhiêu á, thì cái vùng đó kinh tế càng dễ phát triển ha. Còn vùng mà khí lực nó di chuyển chậm hơn và nó dễ tụ hơn, nó dễ dừng và dễ tụ như cái núi non các bạn, thì cái vùng đó thì người ta sẽ phát triển nhiều về cái khía cạnh là nắm giữ cũng như là phát triển về mặt con người nhiều hơn là mặt kinh tế, phát triển về mặt hình chiều sâu bên trong các bạn hơn là mặt hình thức bên ngoài. Và cũng bạn cũng sẽ thấy là trong những cái chương trình giải trí hay là những cái khía cạnh mà thể hiện cảm xúc ra ngoài thì thông thường ở miền Nam người ta sẽ phát triển tốt hơn, những người nghệ sĩ miền Nam người ta sẽ phát triển khía cạnh về cái sự nổi tiếng và sâu hình ảnh ra ngoài tốt hơn. Còn miền Bắc thì người ta lại nổi tiếng theo kiểu là về trí tuệ, về chiều sâu, chứ không phải là bộc lộ những cái tôi của cá nhân ra. Như vậy thì sau khi phân tích như vậy chúng ta sẽ thấy được là gì, là người miền Nam mà cũng rất là nên học những cái tính cách của người miền Bắc, và người miền Bắc cũng rất là nên học những cái tính cách, những cái điểm tốt của người miền Nam. Chúng ta sẽ học hỏi lẫn nhau các bạn, tại vì Bắc và Nam nó giống như là thủy và hỏa, là cái sự đối lập thủy hỏa ha. Nhưng mà thủy hỏa nó cũng có đối lập nhưng cũng có cái sự hỗ trợ nhau các bạn. Nếu mà đối lập nhau nó không hỗ trợ nhau thì thành cái quẻ là vị tế, nhưng mà nói mà nó kết hợp được với nhau, hòa thuận với nhau, học hỏi được lẫn nhau thì thành cái quẻ là ký tế, thì hỏa ký tế thì lại rất là tốt. Người miền Nam học được tính cách miền Bắc thì vừa kiếm tiền được tốt, vừa giữ tiền được tốt, cái sự nghiệp mình nó sẽ bền vững hơn. Người miền Bắc học thêm được của người miền Nam, giữ tiền tốt rồi chúng ta kiếm tiền mở rộng doanh thu tốt hơn nữa thì đương nhiên chúng ta sẽ rất là phát triển ha. Và đó cũng là lý do vì sao mà rất nhiều người miền Bắc vào Nam lập nghiệp thì phát triển rất là nhiều và rất là giàu. Các bạn để ý ha. Thì với một bức tranh chung, một bức tranh lớn như vậy, thì khi chúng ta áp dụng vào việc chúng ta thiết kế cái nhà của mình các bạn, chúng ta áp dụng vào chúng ta thiết kế cái nhà của mình, thì chúng ta sẽ là khi chúng ta muốn kiếm tiền tốt thì cái phần trước nhà của mình nó phải trống thoáng rộng rãi, khí lực di chuyển nhanh và thuận lợi dễ dàng, thì cái đầu vào chúng ta sẽ tốt, đúng không? Ngược lại phía sau nhà của mình thuộc về khía cạnh là phần hậu, phần giữ tiền, thì nó phải vững chắc, nó phải có giữ khí được và nó phải mát mẻ thì nó mới tụ khí và chúng ta mới giữ tiền tốt được. Đó là lý do tại sao là ông bà mình có câu là lấy vợ hiền hòa làm nhà hướng Nam. Khi chúng ta làm nhà hướng Nam thì phía trước nhà mình là hướng Nam, thì phía sau nhà mình chính là hướng Bắc. Thì phía trước nhà mình là giống như là miền Nam này, kiếm tiền vào rất là tốt, và phía sau nhà mình là miền Bắc vậy đó, kiếm tiền, giữ tiền, quản lý con người, tư duy thâm trầm mọi thứ rất là tốt ha. Thì chúng ta kết hợp cái môi trường Nam Bắc như vậy vào trong căn nhà của mình, lấy vợ hiền hòa làm nhà hướng Nam ha, thì chúng ta sẽ có được cái môi trường mà hài hòa được âm dương, hài hòa được thủy hỏa, và kiếm tiền được tốt, giữ tiền được tốt. Đương nhiên là không phải là nhà hướng Nam nào cũng sẽ như vậy ha. Chúng ta sẽ có cách thức cũng là nhà hướng Nam, nhưng phía trước nhà mình nó có thực sự là hướng Nam hay không, nó có cái sân của mình nó có thực sự là có nắng chiếu mưa rơi hay không, nó có sáng sủa hay không, có rộng rãi hay không, có thoáng đãng hay không, khi di chuyển dễ dàng thuận lợi hay không. Chúng ta phải có những cái hình thức làm cho nó thực sự là hướng Nam, thực sự là hỏa, thực sự là cái đầu vào tốt. Tương tự như vậy, phía sau của mình nó có thực sự là mát mẻ hay không, tụ khí hay không, và phía sau mình nó có vững chắc hay không. Chúng ta sẽ có những cách chúng ta làm căn nhà của mình, bất kể nhà mình là hướng nào, chúng ta cũng có thể làm nó trở thành cái hình tượng, trở thành một cái khí lực mà tương đồng với việc là đầu vào và giữ tiền, khả năng như vậy ha. Thì chúng ta sẽ làm căn nhà của mình tương ứng với một bức tranh rộng về về cái địa lý của đất nước. Thì các bạn thấy là không phải ngẫu nhiên mà ông bà mình có cái câu là lấy vợ hiền hòa làm nhà hướng Nam, đúng không các bạn? Đương nhiên là nhiều bạn cũng sẽ phản biện hãi là người ta làm nhà hướng Nam để phía Bắc, tại vì có gió mùa đông bắc lạnh kiểu như vậy, người ta sẽ làm nhà hướng Nam để làm gì, để là khí hậu ấm áp mà vào nhà, nhà của mình, và phía sau nhà là trồng chuối hay là be tường như thế nào đó để cản gió. Đương nhiên câu chuyện này là hãy không bàn ở đây các bạn ha. Hãy đang bàn câu chuyện là người miền Bắc và người miền Nam tâm tính như thế nào, và chúng ta nên là phát triển hài hòa như thế nào, và áp dụng vào trong căn nhà mình như thế nào. Còn để mà thiết kế căn nhà và phân tích mọi yếu tố ra, đương nhiên là video này hãy không chia sẻ trong video này các bạn ha. Trong một video khác, một chương trình dài hơn, hãy sẽ chia sẻ rõ mọi ngóc ngách tại sao lại tính toán là như vậy ha. Ngoài ra thì các bạn biết là trong phần chính này
từ 2024 đến 2023 thì cái hướng nam, cái nhà hướng nam là cực kỳ vượng khí đúng không, mà cực kỳ vượng khí, và các bạn sẽ thấy là những nhà hướng nam trong thời vận này thì rất là dễ phát triển, rất dễ phát triển về mặt doanh thu, về mặt đầu vào các bạn ha. Thì trước khi kết thúc video thì Hải cũng có một cái câu hỏi dành cho các bạn để các bạn cùng chia sẻ với Hải, đó là theo các bạn thì người ngoài Bắc vào Nam lập nghiệp sẽ dễ phát triển hơn hay là người miền Nam ra Bắc lập nghiệp sẽ dễ phát triển hơn, theo các bạn là các bạn thấy như thế nào sẽ tốt hơn? Thì những kiến thức Hải chia sẻ với các bạn trong video này đều được Hải trực tiếp nghiên cứu và chứng nghiệm rất là nhiều lần trên rất nhiều gia chủ, cho nên nếu các bạn thấy video hữu ích có thể để lại một like, một share, một đăng ký kênh để Hải có động lực ra nhiều video chất lượng hơn. Xin chân thành cảm ơn các bạn.